Xin chào quý vị và các bạn đang theo dõi bản tin dự báo thời tiết trên kênh truyền hình văn hóa du lịch Việt Nam Journey. Do không khí lạnh tiếp tục dồn xuống nước ta nên từ trưa và chiều nay tại Bắc Bộ đã có mưa rào và rông rải rác. Do có mưa nên nền nhiệt trên khu vực giảm nhẹ, ngày đêm dao động từ 18 đến 31 độ, khu Tây Bắc cao hơn từ 1 đến 2 độ. Sang đến ngày 17 tháng 4, không khí lạnh suy yếu, mưa giảm hẳn, đến trưa chiều trời hừng nắng trở lại và nền nhiệt tăng dần. Như vậy, trong ngày mai, ngày cuối của kỳ nghỉ lễ dỗ tổ vẫn sẽ duy trì mưa rào rải rác. Người dân cần chủ động chuẩn bị vật dụng tránh mưa để đảm bảo sức khỏe. Tại Trung Bộ, các tỉnh từ Thanh Hóa cho tới Quảng Nam, Đà Nẵng trong 3 ngày tới cũng có mưa rào và rông rải rác lúc chiều tối. Cục bộ có điểm đạt lượng mưa khá, vì vậy người dân nơi đây cần đề cao cảnh giác với tố lốc và gió rất mạnh. Còn ban ngày, khu vực vẫn còn nắng với mức nhiệt trưa chiều đều phổ biến là từ 31 đến 34 độ. Tại các tỉnh thành Tây Nguyên và Nam Bộ, ban ngày trời có nắng nhiều với mức nhiệt cao nhất ngày tại Tây Nguyên là từ 31 đến 34 độ, còn Nam Bộ là từ 32 đến 35 độ, có nơi vượt ngưỡng 35 độ, trời oi nóng. Tuy nhiên về chiều tối thì cả hai khu vực này đều xuất hiện mưa rông trái mùa. Cần lưu ý là mưa rông xuất hiện sau một ngày nắng mạnh rất dễ sản sinh ra tố lốc và gió giật mạnh, người dân cần đề cao cảnh giác. Thưa quý vị và các bạn, trong những ngày nghỉ lễ này ngoài đến với lễ dỗ tổ hùng vương để tưởng nhớ công ơn của các vua hùng thì đến thăm cố đô hoa lư cũng là một lựa chọn hồi tưởng với quá khứ và tìm hiểu lịch sử đầy thú vị nằm trên địa phận xã trường yên huyện hoa lư đây là quần thể di tích quốc gia đặc biệt quan trọng của việt nam khu di tích này bao gồm đền vua đinh đền vua lê và nhiều công trình hạng mục khác theo sử xưa chép lại sau khi dẹp tan quân tống chiêm để thống nhất giang sơn đinh bộ lĩnh lên ngôi hoàng đế đã chọn đóng đô ở hoa lư sở dĩ ông chọn nơi đây dựng kinh thành bởi trước hết đây chính là quê hương của ông. Bên cạnh đó, Hoa Lư là một vùng đất có địa thế rất đẹp, non nước hữu tình, có thế núi sông đan xen rất thuận lợi để phát triển quân sự. Cái thăm cố đô Hoa Lư cùng các di tích tại đây không chỉ đơn thuần là một chuyến du lịch mà còn là một hành trình giúp du khách có thể thấu hiểu về cội nguồn về cha ông ta xưa. Qua đó mỗi người sẽ có những cái nhìn sâu sắc hơn về lịch sử, giá trị văn hóa nhân văn. Khu di tích lịch sử cố đô Hoa Lư quả thật là một công trình mang ý nghĩa lịch sử hết sức vĩ đại mà thế hệ xưa đã bỏ công gìn giữ và bảo tồn đến tận bây giờ. Hãy cùng với nơi đây để thăm lại cố đô xưa, sống lại với những giây phút hào hùng của lịch sử dân tộc. Hy vọng là những thông tin trên đã giúp quý vị và các bạn có thêm một lựa chọn trong những ngày hè sắp tới. Và những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin dự báo thời tiết của chúng tôi. Xin kính chào và hẹn gặp lại trong những bản tin tiếp theo.